Quay trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Hôm nay Trung Bộ thì có mưa rông ạ. Vậy thì diễn biến cụ thể như thế nào chị Liên? Vâng, Thanh Huyền, ngày hôm nay Trung Bộ mưa sẽ giảm, chỉ còn xuất hiện về chiều tối. Hầu hết là những cơn mưa rào, chỉ vài nơi có rông, cần đề phòng sấm sét. Khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiệt độ đều không quá 30 độ, trời mát. Còn Nam miền Trung từ Đà Nẵng đến Phan Thiết thì nhiệt độ cao hơn 30 đến 33 độ. Vâng, thế còn thời tiết ở các khu vực khác ngày hôm nay thì thế nào hả chị Liên? Vâng, ở miền Bắc thì thời tiết sẽ duy trì kiểu mát mẻ. Ở phía Tây thì trời có mưa rào, còn phía Đông thì mưa nhỏ. Thủ đô Hà Nội và khắp các thành phố nhiệt độ trong khoảng 22 đến 26 độ. Tây Nguyên từ giờ đến chiều trời nắng, lưu ý chiều tối có mưa rông, dễ đi kèm sấm sét và gió giật mạnh. Buôn Ma Thuột là khu vực có nhiệt độ cao nhất 33 độ. Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa 30 đến 32 độ. Đà Lạt trời lạnh 26 độ. Nam Bộ cũng có thời tiết tương tự. Sáng đến trưa trời nắng, chiều tối mưa rông, cần đề phòng lốc sét. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở đây nhiệt độ phổ biến 32-34 độ, sẽ thấy nóng vào giữa trưa. Chuyển sang thời tiết biển, hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ, ra ngoài khơi xa huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục cảnh báo mưa rông đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại ở huyện đảo Trường Sa, thời tiết tốt, trời nắng, ít mưa, gió nhẹ và biển êm. Cảm ơn chị về những thông tin về thời tiết vừa rồi ạ.